5 dấu hiệu báo động thai nhi đang kêu cứu. Vì sắp cạn ổ rồi, mẹ uống nước ngay còn kịp. Nhận biết 5 dấu hiệu cạn ổ dưới đây sẽ giúp mẹ bầu kịp thời khắc phục để thai nhi không bị đe dọa tính mạng, cũng như không tổn hại sức khỏe của chính mình. Nước ối là một dạng chất lỏng có trong bùn ối, bao quanh thai nhi. Nước ối có vai trò quan trọng đối với sự sống của thai nhi và là môi trường lý tưởng để thai nhi vận động. Đồng thời, nước ối bảo vệ con khỏi những tác động xấu bên ngoài, cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Do vậy, tình trạng thiếu ối hoặc cạn ối có ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé trong bụng, thậm chí là đe dọa mạng sống và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ. Tùy theo mức độ cũng như thời điểm bà bầu bị thiếu ối, cạn ối sẽ gây nên những ảnh hưởng khác nhau. Nếu như 3 tháng đầu, lượng nước ối cần thiết cho sự phát triển của các chi, cơ bắp phổi, hệ tiêu hóa thì ở 3 tháng giữa, thai nhi bắt đầu hoạt động hít và nuốt nước ối để tập thở cũng như giúp phổi lớn lên. 3 tháng cuối là giai đoạn thai nhi cần gấp rút phát triển để chào đời giai đoạn này nước. Ối cũng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo con khỏe mạnh trong tháng. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu ối. Theo các chuyên gia, bà bầu bị thiếu ối trong 3 tháng giữa có thể là dấu hiệu cảnh báo hệ bài tiết, tiêu hóa của con gặp vấn đề. Tác hại khi mẹ bầu thiếu ối cạn ối. Dù ở thời điểm nào trong thai kỳ, vì nước ối cũng cần thiết cho sự sống và phát triển của em bé, bà bầu thiếu ối nguy hơn là cạn ối. Tác hại có thể xảy đến: lượng máu đi nuôi thai bị giảm, kết quả là con bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, hạn chế sự vận động của bé, thậm chí là nguy cơ thai lừ. Tử cung chèn ép trong tình trạng thiếu ối có thể dẫn đến nguy cơ dị tật ở trẻ sơ sinh. Trẻ sinh non, biến chứng xuất hiện trong quá trình chuyển dạ. Như vậy, bà bầu thiếu ối, cạn ối gây nên những tác hại nghiêm trọng, nguy hiểm nhất là đe dọa mạng sống của thai nhi. Do đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu ối, cạn ối sẽ giúp mẹ bầu điều chỉnh kịp thời. Để mặt 5 dấu hiệu bà bầu bị thiếu ối sắp cạn ối: 1. Vòng bụng chạm to. Thông thường thứ 6, vòng bụng sẽ tăng lên theo sự phát triển của thai nhi, nghĩa là kích thước vòng bụng sẽ tăng lên mà không giảm khi tuổi thai tăng dần. Nếu mẹ cảm thấy vòng bụng tăng chậm hoặc nhỏ hơn so với chuẩn, đây là dấu hiệu mẹ bầu cần cảnh báo, bởi vì nó có thể do nước ối bị cạn làm xẹp buồng ối. Hay đi tiểu ít hơn và hay khát nước. Do sự thay đổi của các nội tiết tố làm tăng nhanh lượng máu đến thận, khiến bà quang nhanh đầy, nên mẹ sẽ dễ đi tiểu hơn. Hơn nữa, thai nhi càng lớn càng gây chèn ép các bàng quang, khiến mẹ có cảm giác buồn tiểu. Cơ thể có cơ chế lau ối và thay ối liên tục, sẽ làm mẹ đi tiểu thường xuyên. Khi nước ối bị cạn, quá trình lọc và thay ối có thể bị gián đoạn. Mẹ ít đi tiểu hơn nhưng vẫn luôn cảm thấy khát ba. Thai nhi đạp mạnh, mỗi lần đạp đều cảm thấy đau, không còn là cảm giác mơ hồ như trước đây. Mỗi lần con đạp, mẹ đều cảm nhận rất rõ ràng và đau ê ẩm. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo nước ối của mẹ sắp cạn. Bởi vì một khi nước ối bị thiếu, màng ối trở nên mỏng hơn, thanh tử cung sẽ chịu tác động trực tiếp mỗi khi con đạp hoặc đá. Lúc này tiếng đạp nghe rất mạnh làm mẹ bị đau, có thể dẫn đến các cơn co thắt. Trường hợp nguy hiểm hơn, thai nhi có thể bị thiếu ối trầm trọng khi mẹ cảm nhận con đang ở sát ra bụng. Bốn hơi thở của mẹ có mùi. Mẹ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tình trạng cạn ối có liên quan đến mùi của mình. Nếu một ngày cảm thấy hơi thở của mình chẳng có mùi, khác lạ, khó chịu thì chứng tỏ nước ối của bị đục. Nước ối bị đục là do cạn hoặc bị ô nhiễm nên hơi thở có mùi. Thậm chí nhiều trường hợp mẹ bị thai lưu vài ngày, khiến thai bị phân hủy mà không phát hiện, nên hơi thở cũng có mùi rất khó chịu. 5. Chỉ số AFI ngoài nhưng dấu hiệu dễ nhận biết bên ngoài. Mẹ có thể nhận biết thông qua các chỉ số khám thai. Do vậy, khám thai định kỳ là cách giúp mẹ theo dõi chính xác tình trạng nước ối trong cơ thể. Các chỉ số thiểu ối sau siêu âm được đưa ra. AFI đo được dưới 3cm vô ối. AFI đo được 3-5cm thiểu ối nặng. AFI đo được 5-7cm thiểu ối trung bình. Cách khắc phục khi mẹ bầu bị thiếu ối. Khi bị thiếu ối, mẹ nên cố gắng uống nhiều nước mỗi ngày để giúp quá trình lưu thông máu tốt hơn, tăng lượng ối. Những loại nước tốt cho mẹ là nước khoáng tinh khiết,
nước đun sôi để nguội nước tránh sữa. Ngoài việc bổ sung nước, mẹ cũng chú ý đến việc chọn nguồn thực phẩm cung cấp nước như rau diếp, dưa chuột, cần tây tây, rau bina súp lơ. Ngoài chế độ ăn uống, mẹ nên lưu ý duy trì những thói quen sinh hoạt tốt như tập thể dục 30 đến 40 phút mỗi ngày, nằm nghiêng sang trái để giúp lượng máu lưu thông đến thai nhi nhanh hơn, từ đó giúp tăng chỉ số. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ đem đến những thông tin hữu ích. Bấm theo dõi hệ thống kênh tạp chí Online để cập nhật kiến thức hữu ích trong suốt hành trình mang thai và nuôi con.